Vâng, trở lại màn hình máy của game thủ 1-5, người cầm Yamato trận thi đấu này. Vâng, xem màn hình máy thứ ba thế này chúng ta sẽ biết được vâng các game thủ thi đấu như thế nào và phát hiện ra được nhiều lỗi hơn. Màu 5 là người cầm Yamato, còn màu 3 là người cầm Gregg. Bình thường chúng ta hãy cứ xem các cao thủ thi đấu, còn ngày hôm nay chúng ta sẽ được xem trực tiếp những thao tay của chính mình. Sư tử, không biết là có oẳng hay không, như vậy là lừa con sư tử dưới dốc cực kỳ hợp lý và cũng là rất kinh nghiệm và hợp lý đến từ game thủ 1-5. Vâng, xác rét GC. Lát nữa và lúc nãy thấy một cái tên và còn nhớ cái tên của bạn là quen quen nhưng mà vâng gọi không thấy. Bây giờ bạn vào đã chiến rồi nhưng trận sau sẽ đến lượt bạn thôi. Vâng, JC. Rồi tôi đã nhớ rồi, cái tên JC nhớ rồi. Vâng, trận thi đấu đầu tiên. Đội nào thua sẽ ra ngoài thôi và người thắng sẽ được vâng, người thắng sẽ được vào thay người thua, thế thôi, đơn giản như vậy thôi mà. Vâng, đánh bây giờ mới là hơn 4 giờ, đánh thoải mái. Đánh đến khi nào tôi buồn ngủ thì sẽ về đi ngủ. Đang nói thế thôi, thực ra là đánh đến khi nào các bạn nghỉ cơ, tôi buồn ngủ thì còn lâu. Còn bây giờ các bạn cùng tiếp tục quay trở lại thôi, soi timeline một chút xem có ai chậm dân, chết dân gì đó hay không. Như vậy là Grake đẻ dân là đều hơn, nhưng mỗi người đều là 22 dân thôi, 12% giò Grake còn 18% giò IA. Một hit rồi. Đằng sang ghép vừa có một tên sút vào dây điện, có lẽ là phải khởi động lại máy. Đập lô rồi, vâng, IA bài này đập lô, đánh với Garek, IA đập lô. Cân kèo thôi, nói chung là cân kèo thôi. Vâng, cho rất nhiều dân ra phóng con voi ở cạnh nhà. Kèo này cân rồi, chúng ta cùng chờ xem mà ai sẽ là người giành chiến thắng. Đây rồi, ái ra, tránh đi, tránh đi, tránh đi. Ô kìa, hang kìa. Ồ, bơ luôn này. Vâng, chiếc BG mới thiết kế thôi. Xúc. Vâng, như vậy là ăn heal rồi. Ôi tránh. Đúng rồi, nó phải như thế. Thực ra chuẩn bị đủ để kích đời một rồi. Vâng, hơn 9 mới có thể kích được bài này rồi. Hơn 9, ít nhất là như vậy. Vâng, 9-13 với 25 nông dân Yamato ở đời 1. Hơi căng. Vâng, không biết trong này có còn cái gì nữa không. Khả năng còn là rất thấp bởi vì là sát mép bản đồ rồi. Cho nông dân rúi rụi ăn gỗ. Nhà này thực ra thì vẫn có bo được. Nhưng mà nói chung là vâng cứ phải đủ đồ cái đã rồi mới tính đến chuyện bo bế thì sao. Bé em này là bé em của thủ môn 5 Yamato rồi. Ăn chanh bãi quả, sau đó thì ai lên ăn chanh hiêu. Soi tham lai một chút xem tình hình nào. Như vậy vẫn chưa ai lên đời. 10 phút rưỡi vẫn chưa ai lên đời. Như vậy là game thủ màu 3 cũng là một bài vâng bình thường thôi, không phải là quá sớm sủa gì đến từ game thủ màu 3 cầm Grake. Nhưng nhà hai trận vâng nhà trận đấu này là hai game thủ là khá gần nhau. Ở thời điểm này cũng gần 5 giờ rồi, có lẽ chỉ trên khung chat còn lại tầm 3 người, vâng 4 người, kể cả tôi là 4 người, thế thôi. Vì vậy cứ thay phiên nhau mà chiến thôi. Bây giờ giật một voi này về nữa và thực sẽ dồn lên đủ để kích đời, đơn giản rồi. Vâng, đánh với Garek thì có vẻ là đơn giản thôi. Rồi nằm xuống rồi. Như vậy là tuy là kích hơi muộn một chút. À vẫn còn. Vâng, giật cả mình vãi cả đái không à vãi cả đái 84. Có lẽ là như vậy là cái tên này đọc không có dấu thì là nó lịch sự hơn một tí nhưng thêm dấu vào thì nó là vãi cả đái 84. Và như vậy là 5 người, chính xác là 5 người. 25 trên 28 là tham lai lúc này đến từ game thủ 1-5. Vừa mới kích đời thôi. Bài này về rú rụi đào vàng đắp P hay là đây rồi, đào vàng đắp P rồi. Vâng, Bắc Trung Nam một nhà nữa, như vậy là 6 người. Vâng, cuối cùng mình cũng ra được cái kèo 33. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, kéo nông dân về nhà xóa ruộng. Bài này không bo bế vào Grake, sang Grake đập chết.
Vẩy ruộng là khá nhanh. Con ngựa giò chúng ta cùng xem đã là công giáp đầy đủ hay chưa. Như vậy là mới cái công rồi, mới có cái công rồi. Đúng rồi, chính xác mới có cái công, nhưng mới cái công là đã nguy hiểm lắm rồi. Đập. Không xúc được, không xúc được tên này. Hơi tắc đường ở chỗ bãi vàng. Bãi vàng này nói chung là bãi vàng này vẫn còn vào được này. Dường như là vẫn còn vào được. Và cuối cùng thì con ngựa giò thủ mồ ba đã hoảng rồi. Tạm thời thì phía trong đã kín. Đấy, tôi bảo bãi vàng này vẫn vào được. Cần phải chốt e vào. Đây. Nó phải như thế này. Mời 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 hàng. À, như vậy là ra thêm một thành viên nữa rồi, một thành viên thứ bảy. Và cái này là tích hợp, và tích hợp 36. Cố nặn ra cái kèo 44 mà dường như là hơi khó. Chơi tiếp và gửi đánh sang bằng một con ngựa chém có công mà không có giáp, hoặc ngay lập tức. Là sóc chém là dễ hơn. Vâng, bất kể cái nhà gì ở trong cái nhà BL hoặc là BA như là như vậy, xong là rẻ hơn rất nhiều so với tao. BA thì là đời 4 rồi, tôi nhớ hot là rẻ hơn so với loại hot bình thường, còn các loại khác thì tôi không biết nữa. Vâng, như vậy là con người chém mò sang. Vâng, con người chém mò sang, thế là bị ăn ngay 2p vào mặt. Vâng, như vậy đến thủ mò 3 cũng không phải vừa. Vâng, cũng không phải vừa. Mò sang phát là ăn ngay 2p vào mặt. Bây giờ thì lại thu phục được một con nữa. Vâng, chỉ là luân phiên thôi. 2L và bây giờ đây là cái gì? Đây là BS chứ không phải là BL thứ 3. Bây giờ có chuyển cung ai không? Gỗ đang là rất nhiều. Và ruộng chừng này thì cũng có thể chuyển được. Và cái chỗ logout Twitch chat ở đâu thì các bạn cứ lên Google, các bạn gõ chữ Twitch vào. Sau đấy bạn kích thẳng vào cái trang đầu tiên. Ô này. Và con phù đi rất hồn nhiên là bị chém chết ngay lập tức. Bốn con chém nó chém vào con phù 25 máu. Đúng là như vậy. Và các bạn lên Google gõ Twitch vào, kích ngay vào cái trang đầu tiên. Ở trong đấy nó có cả phần tiếng Việt. Nếu các bạn để cái trình duyệt ở tiếng Việt, nó có cả phần tiếng Việt. Ở đấy có phần đăng nhập và đăng xuất. Vì bạn log out vào thì ấn vào đăng xuất, còn bạn đăng nhập vào thì ấn đăng nhập. Thế thôi. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại. Mùa 3 đã có một turn đi quân hiệu quả. Vâng, 4 con chém, 3 con chém ở turn đầu tiên và một con lên sau. Khá hiệu quả, ăn được khá nhiều dân. Nhưng vâng, cái gì cái giá phải trả nó không phải là ít. Chính tính mạng của những con ngựa chém. Gỗ vẫn đang còn rất nhiều. Bây giờ thì mất không? Chúng ta cùng xem. Và mỗi người một vẻ đi. Như vậy là hai phù được hai chém đến từ game thủ màu 3 và game thủ màu 5 cũng ăn được một chém. Vâng, đẩy P lên. Bắt đấy. Bắt con đầy bình được hay không chúng ta cùng xem. Như vậy là bắt con ít máu rồi, không phải con đầy bình. Chúng ta cùng xem timeline bây giờ một chút xem tình hình nha. Các bạn có thể thấy là Greg bây giờ vâng tổng tham là 69. Mà bây giờ timeline ở đây có 30, như vậy 39 đến từ Greg rồi. Greg đang là khá to. Đắp thêm một P nữa chứ không phải là một A thứ hai. Khá nhiều chém của IA nhưng đây là những con chém công không và giáp không. Bắt được không? Vâng, phù đứng chơi và chém đổi màu, đúng là như vậy. Vâng, đang đứng thủ ở đây thôi. Vâng, đánh laptop hay đánh cái gì cũng được, bạn yên tâm, tất cả đều được lên hình hết và những thao tác của bạn sẽ được lưu lại. Tôi sẽ chuyển tất cả những cái clip mà các bạn vâng những thao tác trực tiếp của các bạn đến tài khoản cá nhân.
Còn bây giờ chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với tham lai 32 đến từ Yamato thủ màu 5. Nhưng bây giờ màu 3 người cầm Great đang tham to hơn là khá nhiều. Đây rồi, một tên có phù vậy e cũng là khá nhanh và khít. Ăn được không? Vâng, ăn được một người chém. Ồ, công không và giáp không này. Các bạn có thể thấy là không hề nâng công giáp. Vâng, cung A cũng chỉ được một áo thôi. Vậy đi. Ô này, phu. Vâng, đang bận tay ở đâu đó rồi. Chốt e vào nhanh còn kịp. Vâng, may mà gõ được mấy cái. Vâng, các bạn có thể thấy là bịt được một đầu thì đầu khác lại vào, và cuối cùng lại đen e và lao vào và giữ dân. Vâng, lao vào thủ nhà tên này. Con xe giò. Vâng, chốt e hai đầu là khá nhanh, dân sinh ở trong nhà chính cũng không phải là ít. Vâng, đang ra liên tục. Ba ông dân đứng chơi, bốn ông dân đứng chơi. Vâng, ăn hiếp con chém này và con này nữa. Ồ, các bạn có nhìn thấy cái sự khác biệt về công nghệ. Vâng, chém 4 và giáp 2, còn đây là chém 0 và giáp 0. Khá ảo. Như vậy là A đã là một váy rồi, nhưng chưa thể nâng lên hai váy. Vẫn đang có thiếu một chút gỗ nữa để nâng cung hai áo. Không biết đã nâng được lượt chặt gỗ này chưa. Như vậy là đã nâng được một lượt chặt gỗ rồi, cũng là được. Vâng, xong một lượt một áo nữa, và sau đó thì lượt sau mới nâng cung hai áo sau. Đây rồi, như vậy là đã nâng cung hai áo rồi. Bây giờ thì lại lên một tơn nữa. Vâng, thêm dân gỗ và sau đó đắp thêm ruộng cũng được. Xong dân liên tiếp ở trong nhà chính. Đây rồi, chuẩn bị giáp chiến. Lao vào. Cục xúc trong tơn này không biết có được hay không. Xúc đấy, khỏe vào. Và những con chém có công nghệ nó khác bọt như thế nào với con những con chém không công nghệ, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình cực kỳ khác bọt. Phù được con y thì là tươi lắm. Ba con phù đang đứng chơi và chúng ta hãy cùng xem mana của những con phù. Con này 66%, con này 100%, con này 72% và con này 68%. Không bắt được, à như vậy là bắt được một con y rồi. Lùi tiếp những con phù vào phía trong, đẩy những con chém lên phía trước cản mặt và hù những con y. Đó mới là điều cần thiết. Bây giờ thì đã là A hai áo đến từ game thủ màu năm rồi. Xúc tiếp đấy, khỏe bạn. Xúc. Vâng, phù đang hồi mana. Đấy rồi, con này đầy bình rồi, chơi đấy. Một phù mới sinh ra này. Vâng, con này đầy bình rồi kìa. Tất nhiên là không thể điều hết được, nhưng nên chăm chút một chút. Y đẩy lên là rất đều dành cho game thủ màu 3. Nhưng cung A hay áo và số lượng phù có lẽ là sẽ vẫn thủ được tên này. Màu 3 có cả phù đẩy lên phía trên nữa. Chúng ta hãy cùng xem tên này liệu màu 3 có công dứt điểm này hay không. Thằng lại 45 đến từ game thủ màu 5 trong tuần này. Rất nhiều y đẩy lên liên tiếp. Ba nhà y chảy đều, ít nhất là như vậy. Hai ba tên y đẩy lên liên tiếp. Những con phù đang được đẩy lên phía trên, còn những con cung A đứng ở phía sau bắn chùa. Chém cũng được đẩy lên phía trên. Nhưng đây là một tên đông y và y xem công nghệ nào. Công 4 và giáp 4, các bạn có thể thấy là game thủ màu 3 chịu khó chăm chút công nghệ như thế nào. Nhưng vẫn thiếu một cái giáp đồng để chống lại những con cung A. Thằng lại 42 và sau tuần đấu quân thì chúng ta cùng xem. Vẫn đè thành game thủ màu 3. Vâng, 27 nông dân và 45 nông dân, đó là sự khác biệt. Vâng, con sư tử thần bắn mãi mà nó không chết, kinh khủng khiếp. Vẫn là một cái tham lai to đến từ thủ mùa 3 chứ không phải là ít. 40 vâng, 45 nông dân thì phải, để tôi xem lại xem. Chính xác như vậy, 45 nông dân. Tham lai rất to. Cung A chưa có giáp, có một lượt chặt gỗ rồi nhưng chưa có giáp.
những con y hù được cần phải được hồi máu cấp cứu một cách nhanh nhanh chóng thôi. Phù chưa được sóc, cung a sóc thì nhà thụt nhà thỏ, vâng, năm nhà ba, sóc ba nhà còn hai nhà để không. Vâng, lại lao về trong tuần này chúng ta cùng xem. Đấy rồi, hàng mới về sốt. Vâng, đang để ý, đang bắt tay ở đâu đó. Phù đang đứng chơi. Đấy rồi. Vâng, phù 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 ý đi. Được con nào không? Chúng ta cùng xem. Vẫn chưa được con nào. Chưa được con nào. Vâng, chọc chết hết phù còn chưa được con nào. Rất đáng tiếc. Và bây giờ thì những con cung A lùi về cái khe này. Không được rồi. Không được, không được, không được. Yamato đang gặp khó trong tuần này. Rất khó trong tuần này. Tham lai một chút. Đè rất mạnh dành cho Greg rồi. Greg đang có một bài đánh rất hay. Vâng, Châu Y đánh cực hay. Nhưng đây là một tên vẫn khó cho Greg khi mà những con cung A đang là hai áo và số lượng bắt đầu đông dần đi theo thời gian. Cho nông dân về ăn vàng tiếp đi. Vâng, Greg quyết định rút lui. Rút lui một tên. Ý tốc độ di chuyển là ngang nhau và đất bằng không mất bóng, vì vậy cứ thế lùa theo nhau thôi. Vâng, về đây thì lại bị phù thủy thu phục thôi. Nhưng không, quyết định đâm chết luôn. Con nào phản chủ đâm chết luôn. Bây giờ lại giáp chiến một tên nữa. Số lượng cung A là rất đông. Y không biết đã có trường đồng chưa. Như vậy là có một lượt trường đồng rồi. Vâng, giáp 4 rồi. Nhưng chưa có chặt gỗ 2. Gỗ đang nhiều, vậy không cần lên chặt gỗ 2. Đây một tên tấn công. Liệu có giải quyết được trận đấu này hay không? Xử lý những con nông dân này. Khá nhiều nông dân. Đẩy lên một tên. Ở nhà thì 5 nhà bây giờ có lẽ là đã đều rồi. Vâng, như vậy 5 nhà xong một nhà. Vâng, đều một nhà thôi. Nhưng ở đây là ruộng đang quay được khá khá rồi. Và số lượng cung A sẽ sản ra một cách nhanh thôi. Vâng, vẩy E tôi vừa bỏ quên một tình huống vẩy E rất khít đến từ game thủ 1 năm. Bây giờ thì đâm vào những nhà Y này. Bắn vào những nhà Y này. Nhưng chúng ta cùng xem tham lai bây giờ. À vâng, trở về cân này. Vâng, tham lai bây giờ sẽ trở về cân. Thế mới dị. Liệu có một pha bật 4 đến từ Greg hay không? Chúng ta cùng xem nào. Vâng, tham càng đánh thì càng đẻ thôi. Và Greg gõ 1 và quyết định đi sai rồi. Vâng, tỷ số là 1-0. Và người tiếp theo được thi đấu chính là... Vâng, Sarnet GC. Và Greg quay ruộng là rất đẹp. Ăn hết ở bãi vàng đầu tiên. Nhưng chừng đấy là chưa đủ. Sự khôn khéo là chưa đủ để đánh bại Yamato. Lợi thế về quân là hơn hẳn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo.